tục làm việc anh chị. Rau sổ đây. Nói. Rau sổ đây. Đó. Căn trệt lầu này quý chị thấy 76 mét vuông. Sân ô tô để trong nhà đâu quý chị. Cần thiết bỏ chiếc xe rau củ này vào trong nhà luôn anh chị. Nói ra anh chị mê luôn này. 2,35 tỏi anh chị nhá. Cực kỳ hồi luôn. Anh bán rau này anh sẽ vào việc căn nhà này luôn á. Anh ơi có vào việc không? Anh có vào việc không để em quay căn nhà này. Có xem nhà. Có xem không? Xem. Anh có vào việc không? Có vào việc luôn. Chắc không? Chắc luôn. Nói như đinh đóng cột không? Chắc như đinh đóng cột luôn. Thôi em thấy anh nghi lắm rồi. Thôi để em quay cái đá rồi để ai vào việc thì vào việc chứ giờ chờ anh. Thôi anh cứ bán rau cho chị trước đi nha. Đường trước nhà của mình phải được tầm 9 mét quý chị ha. Rộng chưa? Hai ba ô tô né nhau thoải mái quý chị. Ngay đầu đường là đường DT743 quý chị nhá. Đầu đường là đường DT743. Cho đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây. Sân ô tô nhá. Đây. Căn này 76 mét vuông, căn này 76 mét vuông mà có 2,35 tỏi thôi mà sân ô tô hẳn hoi luôn. Ngang 4,5 mét anh chị, ngang 4,5 mét, dài 17 mét, tổng 76 mét vuông. Sổ hồng riêng nhá. Phòng khách nhà mình đây này, anh chị nào mà xem xong căn nhà này nhá, phù hợp nhá, xem sớm giúp em ha. Em nói rồi sẽ ra sớm thôi, căn này em nghĩ là sẽ ra sớm trong vòng một vài ngày tới thôi, đúng không ạ? Tại vì những cái căn nhà hời như thế này thì rất là được nhiều anh chị quan tâm ha. Phòng khách nhà mình đó anh chị nhá, nhà anh mình đây này. Bên bàn đây, căn nhà này đang trong quá trình sử dụng anh chị nhá. Rất ok luôn. Phía sau đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh của mình và cái giếng tờ nhá. Giếng tờ lấy sáng này quý chị. Rồi nhà vệ sinh mình bên đây. Vị trí nó đẹp quá quý chị ạ. Ngay khu công nghiệp V-Ship 1 mà, ngay vòng xoay An Phú mà. Bây giờ lên lầu rồi quý chị. Trên lầu này sẽ mang tới hai phòng ngủ và phòng thờ quý chị nhá. Đây mình xem lần lượt đi, phòng ngủ này. Phòng ngủ số 1 có cửa sổ nhá. Có cửa sổ anh chị nhá. Phòng ngủ có cửa sổ là ok thoáng rồi. Nhà vệ sinh mình ở đây, ở phía cuối nhà này quý chị. Phòng ngủ số 2, đây quý chị nhá. Đây là một căn nhà hai phòng ngủ, sân ô tô, phòng khách, nhà ăn đầy đủ anh chị nhá. Còn phía trước đây sẽ là phòng thờ của nhà mình. Đây, cái khu vực này là khu vực phòng thờ này. Căn này 76 mét vuông, 56 mét thổ cư anh chị nhá. Căn này là 2,35 tỏi. Em nói là trên thị trường cực kỳ hời tại vì nhà này là để ô tô ở trong nhà anh chị nhá. Anh chị nào thấy phù hợp thì phải vội anh chị nhá. Em lấy đùa thôi, vội hay không là tùy anh chị ha. Phù hợp thì mình vào việc anh chị nhá. Còn không thì tiếp tục đón xem những video mới của em Hải. Em xin cảm ơn.